Vâng, Ngọc xin cảm ơn quý vị đã vẫn giữ máy và trở lại với chương trình Trụ cột cuộc sống của đài CBN TV. Thì xin Anthony tiếp tục chia sẻ về cái symbol thứ ba của cái SPECT. Ok, để mình nhắc lại là cái symbol thứ nhất là GMHI nha. Thì khi mà merge với lại công ty Lumina Technology là cái symbol sẽ đổi là LAZR, laser. Yeah. Yeah. Yeah, theo cái sản phẩm của người ta đó. Yeah. Đó thì cái công ty thứ ba đó thì mình muốn trình bày đó là nó là VGAC.U. Yeah. Yeah. Cái này là một công ty của Virgin Group Acquisition Corporation, là của ông Richard Branson, là mình nói là ông tỷ phú bên nước Anh đó. Hiện tại bây giờ đã gom góp tổng cộng là 480 triệu. Yeah. Nhưng mà đang vẫn chú trọng vào những công ty tư nhân mà chuyên về, một đó là du lịch, hai là về tài chính financial services, ba là về sức khỏe với y tế, bốn là về công nghệ, rồi cuối cùng là về music and entertainment, âm nhạc mới là giải trí đó. Thì công ty này vẫn là dưới 10 đồng thôi, cái SPAC này là VGAC.U vẫn dưới 10 đồng. Thì những cái này là mới một cái phase one thôi, chưa mới cái chớm nở thôi, chưa hẳn là đã chín mùi. Tức là mình phải cho nó một thời gian. Thì đầu tư về chứng khoán hồi xưa đến nay Anthony chỉ có biết mình nhìn xa, chứ không có bao giờ mà mua hôm nay rồi bán tuần tới, là mua hôm nay rồi. Cái đó là chắc phải có nhiều thời gian lắm thì mới ngồi và theo dõi được thôi, chứ thật sự là đi làm thì không ai làm được việc đó. Vậy theo anh ấy, thì bây giờ coi như là gần như là confirm là ông Biden sẽ được lên làm tổng thống. Thì theo anh là dưới cái chính sách của Biden administration, chính phủ Biden, thì anh nghĩ là có những cái sector nào nó có rất là nhiều cơ hội để mình đầu tư. Không cần biết ông Biden hay là Trump, nhưng mà nhất là cái ông Biden đó là thứ nhất là ông đồng ý đã sẽ bỏ tiền ra để mà tiêu xài cho clean energy. Để cũng như là kích thích cái thị trường mà cơ sở hạ tầng đó. Đó thì mình thấy là cái công ty một cái khu vực rất là sáng lạng là solar energy. Solar energy thì hình như là hai kỳ rồi mình có đề cập với một vài cổ phiếu mà chuyên môn về solar energy. Một cái công ty đó nó gọi là Beam, cái nhãn hiệu là BEEM, Beam Global. Hồi đầu tháng 10 Anthony nhảy vào là lúc đó thì cái giá chỉ có là 15.89 đồng. Nhưng mà sáng thứ hai đó là 18-19 đồng. Trong vòng một tháng đó là 13%. Cái này là vẫn có bước đầu thôi, chứ không phải là 13% là hết rồi. Rồi một công ty nữa nó gọi là Endophase Energy. Cái symbol là ENPH. Chuyên môn sản xuất những cái micro converter để mà chuyển direct current from mặt trời đó. Chuyển qua alternating current để mà xài điện trong nhà. Mấy cái micro converter này sẽ gắn vào solar panel. Rồi convert DC to AC. Thì công ty này là cũng khá lâu rồi, cái giá thị trường đó là khi mình mua vào đầu tháng 10 đó là 96 đồng 98. Thứ hai cái giá nó lên đến 124, khi mà cuối thứ hai đó khi market đóng đó thì 118 đồng. That's 20%. In a short period of time, trong cái thời gian rất là ngắn. Cái này nó vẫn chưa cũng như là mới bước đầu thôi. Thì phải cho nó thời gian. Rồi đó là một công ty là nếu mà quý vị mà invest mà không biết cổ phiếu nào nên mua thì nên theo dõi, nó gọi là ETF, Exchange Traded Fund. Thì Exchange Traded Fund là nguyên một cái rổ mua cổ phiếu rất là nhiều về solar, về clean energy. Thì có một cái ETF là chuyên môn về clean energy đó, nó gọi là TAN, T-A-N. Year to date, tức là từ đầu năm đến bây giờ, nó đã lời là 138% rồi. Wow.
Wow. Lúc ban đầu là chỉ có 31 đồng thôi, bây giờ là 70 mấy đồng, 75, 76 đồng. Wow. À. Nhưng mà cái trường hợp mà nếu mà cái cổ phiếu mà nó đã lên cao như vậy rồi á, mình có nên nhảy vào bây giờ không anh hả? Yes, tại vì solar energy chưa hẳn mà phát triển mạnh. Dạ. Yeah. Đó thì đầu tư thấy Amazon không? Hay là thấy Microsoft không? Chẳng lẽ là nó ngưng bây giờ nó phải tiếp tục nó ra những cái program, ra những một cái sản phẩm để mà phát triển thôi. Yeah. Đó. Thì Amazon thì quá bự rồi, khi mà để mà growth double đó thì nó rất là chậm, nhưng mà sẽ tiếp tục. Slowly. Yeah. Yeah. Vâng. Nhưng mà em nghĩ chắc Amazon bây giờ nó phải split hay là sao đó, chứ cổ phiếu nó bây giờ là 3.300, dạ phải không ạ? Yeah. Sẽ split nhưng mà không phải là split tháng này hay năm tới. Dạ. Yeah. Hopefully nếu mà nó split thì người ta có tiền mua nó nhiều hơn chứ 3.300 một cổ phiếu mắc quá. Đó thì những cái mà solar energy mà Anthony vừa mới giới thiệu với quý vị đó là mới bắt đầu thôi chứ chưa hẳn, thì phải cho nó một thời gian. Vâng. Rồi cái khu vực thứ hai nữa là sẽ rất là nóng bỏng là khu vực Cần Sa. Cần Sa thế thì mấy năm về trước Anthony cũng có nói về Cần Sa rất là nhiều. Nhưng mà trong vòng thị trường Covid, trong thời gian Covid là những cái stock đó nó xuống rất là nhiều. Nhưng bây giờ nó lại ngược lại, nó bằng cái giá khi mà mua vào. Đó thì thị trường Cần Sa sẽ bắt đầu phát triển. Tại vì sao? Khi mà cái năm ông Obama đó có một cái đạo luật nó gọi là Safe, Secure and Fair Enforcement Banking. Cái đạo luật đó là cho phép nhà băng đầu tư vào thị trường Cần Sa thoải mái. Wow. Nha. Rồi sắp sửa gần đây một cái đạo luật nữa nó gọi là MORE, là Marijuana Opportunity Reinvestment and Expansion. Cái tên nó hơi dài nhưng mà viết ngắn là MORE Act. Là sẽ được bầu cử trong nhà Hạ viện. Phải không? Cái đạo luật này đó là cho sẽ delist marijuana với lại decriminalize. Hồi xưa này đó là khi mà mình có một tí xíu marijuana cũng bị bắt, cũng bị bỏ tù. Mà khi mà cái đạo luật này nó pass rồi thì nó sẽ không có, nó gọi là decriminalize, nó giảm hóa đi. Rồi cái thuốc về marijuana hay là cannabis đó, cảnh sát đó, sẽ được hỏa đi trong cái list mà thuốc bị cấm. Em nghĩ cái thị trường đó nếu mà được thông qua chắc là cái thị trường nó sẽ rất là lớn. Trước khi mùa bầu cử đó đã có 12 tiểu bang là cho phép sử dụng recreational use cho người lớn đó. 12 tiểu bang, còn hầu như là 36 tiểu bang cho phép dùng cần sa để giúp cho thị trường y tế, medical use. Phải không? Và trong cái cuộc bầu cử này là sẽ có thêm 5 tiểu bang thêm là đã được cho phép, tức là Arizona, South Dakota, Mississippi, New Jersey với lại Montana. Những cái state này là Republican hết. California mình được thông qua chưa anh? Vâng. Thì cứ nghĩ đi, bây giờ mà muốn thâu tiền vào thì phải cho những cái đạo luật này pass để mà lấy thuế. Cái state Colorado khi mà được legalize rồi thâu rất bao nhiêu tiền thuế. Cả triệu bạc đó. Nhưng mà nếu mà cái trường hợp, có cái trường hợp nào mà cái tiểu bang thì nó thông qua cái luật marijuana hay là cannabis mà cái city thì nó lại cấm không thưa anh Anthony? Có thể, nhưng mà khi mà đã federal legalize rồi tại sao cái city ordinance lại cấm? Tại vì cái quan trọng là thâu tiền thuế. Là một cách mà lấy tiền rất là dễ dàng là thuế trên những cái buôn bán của cần sa thôi. Và vào đây đó là một công ty mà Anthony sẽ giới thiệu, nó gọi là Curaleaf Holding. Cái symbol là CURLF. Hồi tháng 9 2019 Anthony có vào để mà invest vào đó, thì lúc đó là 7 đồng 74 xu. Một có thời gian nó xuống có 2 đồng, nó dưới 2 đồng nữa.
không? Nhưng mà tại vì mình thấy cái thị trường marijuana này sẽ được pass, những cái đạo luật sẽ được pass, sẽ được legalize. It's a matter of time, tức là có thời gian. Thì từ 2019 đến giờ chỉ có một năm thôi. Thì sau khi mà cái tin ông Biden được, cái giá cổ phần này lên là 10 đồng 90 xu. Nhanh như vậy, nhanh như vậy, mới có một tuần, trong vòng một tuần mà nó lên từ 2 đồng lên tới 9 đồng á hả? Không, thì cái thời gian là mua 7 đồng rồi nó xuống, coi chừng 2 đồng rồi nó lên từ từ, từ từ đó. Dạ, dạ vâng, đó. Wow. Đó, thì cái công ty Cura Leaf này đó, nó là mid cap, tức là vốn hóa cùng 4 tỷ. Nha. Nhưng cái thị trường, tổng thị trường, cái total market addressable của cannabis á, 80 tỷ. Wow. Còn tới 20 lần. Khi mà second quarter, cái số bán ra của công ty Curaleaf này đó là 115 triệu. Second quarter, tức là after COVID-19 đó. Thì thật, nó có nhiều tiểu bang để mà bán cần sa, bán về medical use, về adult use. Và có nhiều tiểu bang như là Massachusetts với lại Nevada bị lỗ, tại vì cũng vì COVID-19. Nhưng mà cái net bán là 115 triệu. Khi mà bán ra bán lẻ đó, cái số bán lẻ đó năm nay đó là 100, nhiều con số mình không nhớ. Em lại tưởng đâu là trong cái thời gian COVID này dân chúng bị ở nhà nhiều quá cho nên là sử dụng cần sa nhiều hơn á chứ. Gọi là adult use, tức là mình order online thôi. Dạ vâng, thưa quý vị, xin quý vị vẫn tiếp tục giữ máy. Anh Anthony và Bảo Ngọc xin trở lại chương trình sau vài thông tin thương mại.